Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyampi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyampi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Dạ, thưa sư cầm mic ạ. Dạ, vậy các sư bị ao ra ngoài đó, Giang Nhật Hà, vậy thì hình thọ bắt quan trai giới luôn. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami, con vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Appamacariya veramani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thâm dâm. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamat chappama dathana veramani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalapochana veramani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Natchagita vabdita su kadasana mala gantha vile panatharana mandana vipu sanathana veramani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, rồi phấn đeo tràng hoa. Uccha sayana maha sayana veramani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang atthangasamana gatang buddhappanyatang uposathang imang charattin imang chadivasang sammadeva apirak khi cùng samadhiyama, chúng con xin thọ trì bát quan trai giới,
trọn đủ 8 điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Dạ, vì sư chưa vào room được cho nên là sẽ đọc sói Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamang ye na vande hang pa da pam sum waruttamang Buddhe yo kalto do so buddho samatang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na vande hang tham mang cha duy thăng hoa răng tham mê yo kali to do so tham mô tha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na vande hang sankhen cha duy thot tamang sankhe yo kali to do so sankho kama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thầm đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ đập giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh. Bệ aka sát tha chất phum ma tha đề wa na ga mahitika bun nhân no anumodan tu chi rằng rắc khang tu no chi rằng rắc khang tu sa sa năng aka sát tha chất phum ma tha đề wa na ga mahitika bun nhang no anumodan tu chi rang rak khan tu no garu akasattha cha phummattha devanaga mahittika bun nhang no anumodan tu chi rang rak khan tu nyatayo akasattha cha phummattha devanaga mahittika bun nhang no anumodan tu chi rang rak khan tu panino akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodan tu chi rang rakkhan tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, long vương thần tối nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ ăn vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh.
Văn kinh chi cu la. Dạ con xin sám hối. Văn kinh chi cu sa la cầm măng cát tắp bằng kiến văn ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sanh ni no at thi ye cha sát ta sanh ni no ca tăng quân nhà pha lăng mây hằng áp bề pha ghi quan tu tề ye tăng ca tăng su tui đi tăng đình năng phun nha pha lăng ma ya về cha tát tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni huệ đa dùm sắp bề lô cam hi về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phô cha năng sắp đề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhận, chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước dung. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nha tì năng hô tu su phi ta ôm tù nha ta vô. Nguyện thân nhân đã quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng qua ta nô phu nhân a ta quá khá già quá hàng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch đầm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng nê phu nhân Nít ba nát sát tất chá vô hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ được đạo quả giải thoát. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con một lần nữa đảnh lễ sư trí đức, quý chư tăng và quý cô tu nữ. Vì có trục trặc về kỹ thuật nên sư trí đức không có trao bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Rồi đạo tràng chúng con cũng đã thọ trì quy giới, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài quan hỷ thì hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tá Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức, con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tá Má. Vô Tá Má Nam Mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Với phước báo này cũng sự sinh được phát sanh trí tuệ, tu tập tiến hóa để được sớm đến đạo quả giải thoát. Và cũng nhờ quả phước này xin trợ duyên cho những bệnh nhân bị FO, dịch COVID được tai qua nạn khỏi, được thoát khỏi cái sự nguy hiểm. Và cũng mong rằng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thoát được dịch COVID này sớm nhất có thể. Dạ, trong quá trình tụng kinh Tam Bảo có điều gì sơ sót, con cũng xin sám hối trước Tam Bảo, quý sư và các anh chị em trong đạo tràng. Xin thứ lỗi cho con. Dạ, con thành kính đảnh lễ sư Sắc Thanh. Đã đến đây thì con xin thỉnh pháp sư
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma Chaloka Tipati Sahampati Katang Chali Antiwarang Ayachatha Santi Thasap Tap Parachak Khachatika Dese Tu Thammang Anukam Timang Parachang Sattamma Fering Vinayang Chakayam Suttang Chabantang Afi Thamma Chammang Akotayanto Chatu Sakcha Dandang Pham Votha Naye Parisaya Matche. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang ló chờ, trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tản mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang, trước pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tức rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ. Phần thỉnh pháp sư đã hoàn mãn. Dạ con xin kính dâng mít đến sư thanh, kính chúc quý vị được an vui tiến hóa trong khi học pháp ạ. Dạ con xin thỉnh sư pháp thanh cầm mít ạ. Dạ con xin phép sư, con xin phép thượng tọa pháp thanh ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Cảm ơn thiện vũ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bác quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Bình xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn sự hồng mai đã thay mặt đầu tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Dạ, dạ thỉnh pháp sư. Dạ bây giờ thì con xin phép được đọc phần chánh văn trước khi con thỉnh thượng tọa pháp thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay ạ. Hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được nghe thượng tọa pháp thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka Kinh Phật Tự Thuyết chương 1 phẩm Bồ Đề Bài La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sa-va-thi tại Chê-ta-va-na, ngôi vườn Anathapindika. Lúc bấy giờ, Ba Hí Giá dạ con xin lỗi, con sai rồi, con lộn rồi. Dạ con xin sám hối với thượng tọa pháp thanh ạ, để con lấy bài lại ạ. Thank you.
con xin sám hối, dạ con xin lấy bài lại, dạ do con mà lộn cái đề tài. Hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được học thì hai cái rất là giống nhau nên là dạ, con bị lộn, con xin sám hối với thượng tọa Pháp Thanh và sám hối với đạo tràng. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 2, tương ưng thiên tử phẩm, hai la mã phẩm cấp cô độc, bài 10, Anapindika cấp cô độc. Đứng một bên, thiên tử cấp cô độc nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Dạ, con nghĩ con mắc cười, con quá bạch sư, con sám hối với sư. Bài trên con ghi chép xuống dưới. Dạ. Đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thanh chúng. Chỗ trú xứ thanh chúng khiến tâm con hoan hỷ, nghiệp minh và tâm pháp giới và tối thắng mạng, chính những nhiều pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh. Không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản, do vì bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh, như ngài Xá Lợi Phất tuệ giới và tịch tịnh, tỷ kheo đến mờ giác, ở đây là tối thượng. Hai, thiên tử Anathapindika nói như vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. Ba, rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua liền gọi các tỳ kheo và nói: Bốn, này các tỳ kheo, đêm nay có thiên tử sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Ta Quá Ná, đi đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Này các tỳ kheo, vị thiên tử ấy nói lên bài kệ này trước mặt ta. Năm, đây là rừng kỳ viên, chỗ trú xứ thanh chúng, chỗ ở đấng pháp vương khiến tâm con hoan hỷ, nghiệp minh và tâm pháp giới và tối thắng mạng, dính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh. Không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản, do vậy bậc hiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm, như vậy được thanh tịnh, như ngài Xá Lợi Phất tuệ giới và tịch tịnh, tỳ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Sáu, này các tỳ kheo, thiên tử ấy nói như vậy xong đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Bảy, được nghe nói như vậy, tôn giả Ananda bạch thế tôn, có phải vị thiên tử ấy là Anathapindika gia chủ? Anathapindika hết giả tính thành đối với tôn giả Sariputta. Lành thai, này Ananda, cho đến những gì có thể đạt được nhờ suy diễn, này Ananda, ông đã đạt được. Này Ananda, Anathapindika là vị thiên tử ấy. Và bản kinh đến đây đã chấm hết.
Con xin thay mặt đại chúng trong tâm, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài và đã đọc bài. Thì nói chung là trong công việc có đôi lúc chúng ta nó cũng lẫn lộn, cũng không có gì. Và trước khi vào cái thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, là bái tâm bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, hay cái diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bày gậy bánh xe sanh tử luân hồi, và thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ ý tán dương ân đức Pháp Bảo là phương lương dược, ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là mô phạm quân sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể an an. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì trong cái bài thứ 10 này đó, thì nói về cái vị thiên tử. Cái vị thiên tử này là ông trưởng giả cấp cô độc. Người mà như quý vị biết trong kinh là cái người mà đã lấy vàng trải trên đất để mua cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà để dâng cúng đến Đức Thế Tôn và Chư Tăng, do một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, mãnh liệt. Và trong nhờ cái sự nỗ lực thực hành các cái thiện sự và những cái phước báo đã tạo trữ, cho nên ông ta đã trở thành một cái vị thánh hữu học, chứng đắc sơ đạo sơ quả. Và sau khi mà hết tuổi thọ thì ông ta tái sanh về cõi chư thiên và trở thành một cái vị thiên tử. Rồi một đêm đó ông ta đi đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên những cái suy nghĩ, cái sự hoan hỷ của mình. Thì cái đoạn đây là rừng kỳ viên, chỗ trú sư thánh chúng, chỗ ở đấng pháp vương, khiến tâm con hoan hỷ,
Thì đây là cái sự mà tán thán một cái trú xứ mà ông ta đã có cái niềm tin để mà tạo điều kiện là cái nơi để cho Đức Thế Tôn và các bậc thánh tăng như phàm tăng có nơi trú ngụ tu tập, và là nơi để Đức Thế Tôn giảng pháp đến các bậc xuất gia cũng như là tại gia. Nghiệp minh và tâm pháp, giới và tối thượng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh. Không phải vì dòng họ, không phải vì tài sản, do vậy bậc thiền giả thấy lợi ích chính mình, chánh giác sát tâm pháp, như vậy được thanh tịnh. Thì ở đây là chúng ta thấy rằng các bậc thánh, các ngài không phải vì cái dòng tộc, không phải vì cái giai cấp, mà nhờ cái sự nỗ lực thực hành đoạn trừ tất cả những cái bất thiện nghiệp, phát triển đi, phát triển cái trí tuệ, và luôn luôn đó, luôn 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 các ngài quán sát cái tâm của mình, bất cứ những cái tác ý nào nó sanh khởi, các ngài cũng quán sát một cách cẩn trọng, rồi gì, luôn luôn là có sự gìn giữ về cái giới, đạt đến cái giới tối thượng. Thì các vị trưởng lão cũng có giảng giải là coi như đó, cái giới tâm thượng, giới tâm thượng ở đây là trong cái ý nghĩa là sự thu hút, mà thu hút khi mà các ngài luôn luôn là gìn giữ thu thúc cái lục căn một cách cẩn trọng, cho nên là bất cứ trong các oai nghi, dù đi đứng nằm ngồi, bất cứ một cái không có bất cứ một cái suy nghĩ, một cái tư tưởng nào mà bất thiện có thể mà sanh khởi, cho nên là gọi là giới tâm thượng. Rồi cái tâm tâm thượng là cái tâm tâm thượng là cái định tâm của các ngài á, nó trở thành một cái liên tục, không có dừng nghỉ, cho nên là cái trí tuệ và cái chánh niệm tỉnh giác của các ngài là luôn luôn nó hiện khởi. Rồi nhờ đó mà cái tuệ, cái tệ nó sanh khởi để đạt đến thấm đạo thánh quả. Thì cái giới tăng thượng là nó không phải ở đây là nói về cái tăng tối thắng mạng. Thì tối thắng mạng ở đây đó là nói về cái giới tâm thượng, thì nó gồm có cái như quý vị biết là trong cái phần bát chánh đạo đó, thì nó có cái phần giới, thì nó gồm có là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì cái vị thánh nhân đó, lúc nào dù là đi đứng nằm ngồi, thì các ngài luôn luôn là gìn giữ những cái không để cho tất cả những cái tác ý sanh khởi về tà ngữ,
tà nghiệp tà mạng. Cho nên là ba cái y phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này các ngài đã gìn giữ một cách cẩn trọng, miên mật, tốt đẹp để đưa đến cái giới tầm thượng. Rồi luôn luôn là dung bồi về cái trí tuệ, luôn luôn là quan sát những cái điều lợi ích và không lợi ích, luôn luôn thực hành những cái điều đem đến lợi ích cho chính mình. Rồi cái sự nỗ lực gìn giữ quan sát các cái đắc ý trong nội tâm, từ đó mà đạt đến những cái trí tuệ, những cái tuệ giác, và làm cho cái nội tâm được thanh tịnh. Khi mà tất cả những các cái phiền não, những kiết sử đã bị đào bứng tận gốc rễ rồi, thì quý vị học trong pháp cú kinh như vậy đó. Khi mà tất cả những cái phiền não đã được sát trừ bằng thánh đạo thánh quả, thì tâm của các ngài được an tịnh, quân bình một cách tốt đẹp. Trong pháp cú kinh thì có câu là ví như tảng đá kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển xây. Đó thì khi mà cái nội tâm đó mà được sát trừ tất cả những cái lậu hoặc phiền não, thì cái nội tâm nó sẽ vững vàng như cái núi đá, như tảng đá, không còn bị lay động. Hay là Đức Phật còn dùng cái hình ảnh mà cái cừ đó, cái cừ mà đóng cứng xuống cái đất rồi thì sẽ không còn lay động nữa. Thì như vậy được thanh tịnh, rồi vị thiên tử này mới so sánh như ngày Xá Bà Thất, tuệ giới và tịch tịnh tỷ kheo đến bờ giác, ở đây là tối thượng. Thì trong đời sống, quý vị thấy rằng tất cả những cái tài sản, địa vị, công danh, quyền thế ở thế gian này, nó là gì? Nó là phù du, nó là hư ảo. Thì cái người mà cái phàm nhân á, thì tầm cầu rồi dấp thủ rồi dính mắt. Còn đối với các bậc thánh nhân thì các ngài đã từ bỏ tất cả những cái gì mà của thế gian, tiền tài danh vọng quyền thế. Quý vị thấy rằng là ngài Xá Lợi Phất là xuất thân ở trong cái dòng Bà La Môn, mà cái thời đó là những cái vị Bà La Môn á, gia đình ngài là những cái vị mà Bà La Môn mà có tiếng tâm, đó. Nhưng mà ngài đã từ bỏ cái danh vọng, rồi từ bỏ cái tài sản mà gia đình á muốn để giao lại cho ngài để thừa tự, ngài từ bỏ tất cả để mà theo cái con đường tu tập giải thoát. Rồi với cái chí nguyện, ngài đã đạt được cái sự giải thoát và trở thành một cái vị đại đệ tử, được Đức Phật ban tặng là đệ nhất về trí tuệ. Thành ra là cái quan trọng là cái sự giải thoát. Còn tất cả cái tài sản, danh vọng, địa vị đều là những
cái pháp hữu vi. À, cho nên cái đạo quả thánh, đạo thánh quả, à, cái sự giải thoát nó là cao tột nhất. À, còn nếu mà những cái người phàm nhân vì mê lầm tà kiến, à, cho nên còn dính mắc đối với những cái vật chất thế gian, à, còn chấp thủ vào những cái tài sản ở trong thế gian này, à, cho nên còn bị trói buộc, à, trong cái dòng quay sanh tử, còn phải chịu luân hồi, à, thì còn phải chịu khổ đau. À, cho nên là chúng ta thấy rằng, à, nhờ có cái sự nỗ lực tu tập, à, quán sát cái tâm của mình mỗi giây phút, rồi gìn giữ cái giới một cách tốt đẹp để phát triển cái định. Và chính nhờ có cái định, à, đủ sức để đạt đến cái tuệ giác, à, chứng đắc được các đạo thánh quả. Nhờ đó mà xác tuyệt tất cả các cái lậu phiền não. Để đạt đến cái sự thanh tịnh, an vui tuyệt đối, chứng đắc các cái pháp là tối thượng trong cái sống, và sau khi hết tuổi thọ thì chấm dứt cái đời sống trong thế gian. À, cho nên là ở đây là cái vị thiên tử này á, tán thán cái đời sống của Đức Thế Tôn cũng như là các bậc thánh, à, vô lậu, và cũng hoan hỷ với cái công đức, à, cái phước báo mình đã kiến tạo một cái trú xứ để có nơi trú ngụ, à, cho chư tăng, à, rồi có nơi để cho bậc chánh đẳng chánh giác, à, xiển dương cái giáo pháp, à, tạo điều kiện để cho hàng xuất gia cũng như tại gia, à, có nơi để mà tu học, nghe pháp và thực hành giáo pháp. À, cho nên cái vị này đã đến, à, nói lên cái ý của mình, à, và sau đó đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi nhiễu quanh Đức Thế Tôn. À, thì sáng đến thì Đức Thế Tôn mới nói lại cái lời tán thán của cái vị thiên tử này, và ngài Ananda đã đón được cái vị mà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nói lên cái lời tán thán đó là, à, trước kia là cái vị gia chủ, à, cấp cô độc Anathabindika, à, là cái người mà có cái niềm tin mạnh mẽ, à, làm cái công hạnh bố thí, à, trong cái đời sống của ông ta và đem đến những cái lợi ích tốt đẹp, à, đạt đến an trú trong cái thánh đạo. Mặc dù là chỉ đạt đến sơ đạo sơ quả, nhưng mà đây là một cái điều hết sức tốt đẹp cho một cái kiếp sống của một con người. À, cho nên là chúng ta trong đời sống chúng ta cố gắng nỗ lực, à, mặc dù chúng ta chưa có đạt đến cái thánh đạo thánh đà thánh quả nào hết, nhưng mà ít ra đó, à, chúng ta cũng từng bước đang làm suy giảm các cái ác bất thiện nghiệp. À, chúng ta cố gắng nỗ lực, à, thực hành, à, các cái
thập thiện hay thập hạnh phúc, à, đó, dung bồi cái công hạnh, à, dung bồi trí tuệ, à, tạo trữ các công đức phước báo. Rồi thì cái điều quan trọng là chúng ta học hỏi để cái gì? Chúng ta sửa đổi những cái thói hư tật xấu mà luôn luôn phản tỉnh về tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, nhất là ý nghiệp, diệt trừ tất cả những cái mầm mống phiền não đang sanh khởi. Đó thì đây là một cái điều hết sức là quý báu. Chúng ta đang gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp trong đời sống, thì chính nhờ ngay trong cái đời sống này đó, ngay trong kiếp sống này, chúng ta đã ý thức được, phân biệt được các cái điều bất thiện là mầm mống, là nhân của khổ đau, các cái thiện nghiệp là những cái chủng tử, những hạt giống lành, nó sẽ đem đến cái lợi ích an vui và hướng đến cái con đường giải thoát. Cho nên mặc dù là chúng ta chưa có đủ cái phước báo, các cái pháp độ chưa có đầy đủ, nhưng mà ít ra ngay trong cái đời sống hiện tại này á, chúng ta cũng đang hướng đến, đang dung bồi, đang bổ túc các cái pháp độ, rồi chúng ta có được một cái trí tuệ hiểu biết, để từng bước chúng ta thực hành các cái thiện pháp để hướng đến cái sự giải thoát, thì đây là cũng một cái lợi ích phước báo tốt đẹp cho cái kiếp sống của chúng ta. Thì quý vị thấy rằng đó, khi mà từ bỏ cái kiếp sống làm người này nè, mà muốn tái sanh lại được làm người đó thì không phải dễ. Đó, quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật so sánh giống như là cái con rùa mù mà nó nằm ở dưới biển á, mà 100 năm á thì cái con rùa này nó mới nổi lên được một lần. Rồi ở trên biển có một cái khúc gỗ, cái khúc gỗ này có một cái bọng, có cái lỗ á, cái lỗ trong cái khúc gỗ á, mà con rùa nó nổi lên sao mà nó chung được cái đầu vô trong cái bọng cây của cái khúc gỗ đó. Quý vị thấy rằng cái con rùa mù ở dưới biển nổi lên, còn cái khúc gỗ là nó trôi trên biển, nó trôi từ nam qua bắc, từ đông sang tây. Mà cái con rùa làm sao mà nó nổi lên mà nó trúng vô được cái khúc gỗ đó, thì cái sự khó khăn để mà tái sanh lại làm người nó khó như vậy đó. Cho nên trong đời sống đó, chúng ta phải biết quý trọng, chúng ta phải biết quý trọng cái sinh mạng, cái sức khỏe, cái trí tuệ, không có dễ gì mà sanh được làm người. Thành ra là cái bên nho đó, lâu lâu mình cũng nói nho chút ha, là nói là coi như nhất thất nhân thân vạn kiếp nát tao ngộ, tức là khi mà chúng ta mà bỏ cái thân này rồi đó thì khó mà được trở lại lắm. Rồi gì thường thường ở bên mấy chùa Bắc Tông mà mỗi lần mà cúng là ta hay đọc cái câu là gì? Vô thượng thậm tâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Thì cái lời giải mà đúng chánh pháp của Đức Phật á, là nó rất là thâm sâu, khó gặp
khó nghe. Thì ở trong Pháp Cú Kinh, quý vị cũng có học từng học rồi đó. Khó sanh được làm người, khó gặp được chánh pháp, khó thực hành chánh pháp. Đó, mà bây giờ chúng ta hữu duyên, chúng ta sanh được làm người rồi. Bây giờ ở trong room này không biết là được bao nhiêu người. Đó, thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta may mắn hơn những người khác. Chúng ta sanh được làm người, rồi chúng ta là cái người có đầy đủ ngũ quan, có trí tuệ, hiểu biết, sáng suốt. Rồi bây giờ chúng ta được nghe chánh pháp. 16 cái, 16 trừ cái sự ra là còn 15, phải không? Thì 15 vị như vậy đó là rất là hữu duyên. Chúng ta nghe được chánh pháp, hàng ngày quý vị học Pháp Cú Kinh, rồi học kinh, học Di Diệu Pháp, rồi là vân vân. Đó, thì cái điều này là cái điều hết sức quý báu. Đó, để chúng ta thấy rằng chúng ta có được cái duyên may, mà chính những cái điều kiện tốt đẹp, thiện lành của ngày hôm nay đó, nó sẽ bắt đầu nó lớn mạnh, phát triển trong những cái kiếp sống tương lai. Đó, từng bước nó nâng đỡ chúng ta để chúng ta nỗ lực thực hành. Thành ra đó, chúng ta phải biết trân quý những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta có thể làm được. Bất cứ chúng ta có thể thực hành một cái pháp nào, từ bốn thí, trì giới, tham thiền, thính pháp, rồi phục vụ, thực hành giáo pháp, hồi hướng phước, tỷ phước, vân vân. Bất cứ một cái thiện pháp nào, thiện sự nào mà chúng ta có thể làm được ngay trong cái giây phút này, chúng ta nên nhanh chóng chúng ta làm. Tại vì cái sức khỏe, cái trí tuệ, cái thọ mạng của chúng ta đó, nó là vô thường, bất định. Không biết là bây giờ sư còn ngồi thuyết pháp cho quý vị nghe, nhưng mà không biết 5-10 phút nữa là nó còn không. Thành ra chúng ta cố gắng sống trọn vẹn, tích cực với các cái thiện sự mà chúng ta làm được. Để gì? Để lỡ mà vô tường tới á, mình không có gì phải hối tiếc, ăn năn. Thì như vậy chúng ta thấy hoan hỷ, hạnh phúc với những cái thiện sự mà mình tạo được. Chính những cái hoan hỷ, hạnh phúc với cái thiện sự mà mình làm, thì khi mà chúng ta lỡ mai vô thường nó tới đó, mình ra đi cũng một cách mà thanh thản, với trí tuệ, thì đây là cái điều kiện để chúng ta có được những cái kiếp sống tương lai an ổn, tốt đẹp hơn. Rồi chúng ta nhớ rằng các cái phước hữu vi của thế gian nó chỉ là những cái điều kiện để mà chúng ta đi tiếp trên cái con đường giải thoát mà thôi. Chúng ta không nên quên đi cái mục đích tối hậu của mình là hướng về cái con đường giải thoát. Có nhiều chúng sanh vì dễ vui rồi tái sanh được trong những cái điều kiện tốt đẹp, thì
đắm nhiễm dính mắc rồi quên đi cái chí hướng của mình, thì để chúng ta lại tiếp tục câu lạc trong cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nên là cái đời sống chúng ta đó, chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái mục đích tối thượng của chúng ta là hướng đến cái con đường giải thoát. Còn những cái phước báo mà chúng ta được hưởng ở cái đời sống hiện tại này, nó chỉ là cái điều kiện hỗ trợ cho chúng ta trên bước đường tu tập mà thôi. Chúng ta không nên dính mắc, bám níu chấp thủ để đem đến những cái khổ đau rồi trói buộc trong cái dòng quay sanh tử luân hồi. Thì qua cái đoạn thứ 10 nói về cái vị thiên tử Anathapindika bị tóc cô độc, thì sư cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Và giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể cho ngang, chúc cho tất cả quý tu nữ, quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết, những cái kiến thức về Phật pháp để nỗ lực tinh tấn trên bước đường thực hành các cái thiện pháp. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong cho tất cả chúng sanh sớm vượt qua những cái thiên tai dịch quả, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin công thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con kính thánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính thánh lễ sư Phật Chí Đức, con kính thánh lễ sư Pháp Thanh, kính lễ sư Tuệ Đức, kính lễ quý tăng và cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con rất là kính tri ân những gì mà sư đã giảng dạy trong bài kinh tương ưng ngày hôm nay. Dạ thưa sư, thì con thấy là trong cái cuộc sống hôm nay trên thế giới đều là kết quả của những ý muốn của loài con người là được tốt hơn, được dễ dàng và tiện nghi hơn của rất là nhiều thế hệ. Nhưng mà theo con thấy thì những kết quả của những nỗ lực ấy thì nó không có khả quan, vì cuộc sống vật chất ngày càng phong phú ở các những cái nước đất nước mà tiện nghi mà giàu sang thì cái cuộc sống nó rất là tất bật, nó không có được an vui, lúc nào cũng có thể bị những cái bên ngoài tác động vào những công việc, rồi cuộc sống nó tác động vào cái tinh thần của con người. Và cái đạo đức thì con thấy một ngày nó một bị mai một đi, nó không còn như xưa nữa. Mà con thấy thì công nghệ ngày càng phát triển á, thì môi trường ngày càng bị nhiễm độc, và cuộc sống của con người thì nó càng đi xuống, con không thấy nó thịnh vượng. Cả thế giới thì như qua dịch Covid này thì con thấy là nền kinh tế cũng đi xuống chứ không còn như xưa nữa. Thì không mấy ai tìm được giải đáp chính xác cho cái bài toán của cuộc đời mình. Vì tu tập cũng là quá trình tự điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình, phải không thưa sư? Dạ xin sư giải đáp thắc mắc giùm con ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì chúng ta thấy một cái điều đó là gì? Giữa cái vật chất và cái tinh thần
hai cái nó luôn luôn là nó tỷ lệ nghịch với nhau. À, quý vị thấy rằng ở trong thế gian, trong đời sống thì người ta càng ngày người ta càng muốn những cái điều kiện tiện nghi đó nó cao hơn. À, đó. Hồi xưa là mình sống gần với thiên nhiên, nhưng mà sau này đó là mình khai thác từ thiên nhiên để phục vụ cho cái đời sống nó được tiện nghi hơn, tốt đẹp hơn, nhanh hơn, cao hơn. Ha. Cho nên là tất cả những cái tài nguyên ở trong thế gian chúng ta tàn phá một cách vô tội vạ. Ha. Quý vị thấy rằng sao? Hằng ngày là khai thác than đá rồi dầu mỏ rồi tài nguyên thiên nhiên rừng rồi kia nọ tàn phá một cách vô tội vạ, nhằm để cái phục vụ cho những cái tiện nghi lợi ích à, mà không có nghĩ đến cái hủy hoại môi trường. Đúng không? Đó à, đua nhau khai thác dầu quả rồi lọc rồi hàng ngày rồi cái là thải cái chất độc vào cái bầu khí à, rồi không, rồi mình phải hứng chịu những cái tai hại đó. Tại vì á, chúng ta thấy rằng á, chúng ta thấy cái lợi mà không thấy cái hại. À, cái lợi ích là cái tiện nghi nhanh hơn. À, bây giờ những chiếc xe đó thì nó chạy nhanh hơn. À, những cái phương tiện giao thông, máy bay thì nó đi nhanh hơn. À, nhưng mà để phục vụ cái này đó thì chúng ta phải khai thác biết bao nhiêu cái tài nguyên ở trong đất, trong thiên nhiên đó. Rồi sao hàng ngày á, những cái tiện nghi này nó xả rồi, quý vị thấy rằng á, những cái thành phố hàng ngày biết bao nhiêu xe cộ nó nhả những cái khí thải vào cái bầu khí quyển ha. Rồi biết bao nhiêu những cái nhà máy xả ra bụi bặm chất thải ha. Chính vì chúng ta chạy theo cái lợi lộc, cái tiện nghi cái lợi ích trong đời sống mà chúng ta quên rằng phía sau những cái tiện nghi, những cái lợi ích này là gì? Những cái tai hại, sự tàn phá, sự hủy hoại môi trường. Nha. Đó, bây giờ sao? Thiên tai càng ngày càng nhiều. À, bão tố dồn dập. Đó, mới vừa tan cái cơn bão này là có cơn bão khác xuất hiện liền. Nha. Rồi động đất, rồi ô nhiễm không khí, ô nhiễm trên môi trường. Đó. Chính cái điều này đó là nó gieo những cái dịch bệnh, những cái mầm mống tai họa nó đổ xuống. Thành ra là cái thời mà năm 2002, 2003 đó, lúc đó là sư đang ở bên Miến Điện, thì lúc đó đó thì sao? Cái cung chư tăng tu nữ rồi đó đi tu học rất là nhiều, rất là đông. Và nhưng mà cái thời điểm đó cái đời sống vật chất nó rất là khó khăn. Lúc đó là nó chưa có điện thoại di động nữa, chứ đừng có nói gì tới những cái khác. Xe thì phần nhiều á toàn là xe đạp không à. Còn mà ba cái xe hơi là xe nó cũ, có nhiều chiếc xe quý vị biết là nó chỉ có cái thùng xe với cái máy thôi. Gặp ở bên Việt Nam này là chắc người ta đem ra bán sắc dụng rồi, nhưng mà tại vì cái điều kiện hồi đó vật chất nó quá
quá khổ. Cho nên là những chiếc xe đó nó vẫn còn chạy để mà chở hàng quá rồi này kia nọ. Và quý vị biết không, xe cộ rồi quá nó hiếm lắm. Cho nên là mỗi lần mà có mà phải đi ra ngoài dân cung á, là đón một chiếc xe buýt nó rất là khó. Cả tiếng đồng hồ mới có một chiếc, nó chạy ngang qua. Thành ra đó, khi mà chiếc xe buýt mà nó vừa dừng lại một cái là coi như là chen chúc nhau. Quý vị biết là những cửa mà của những chiếc xe khách mà lớn á, nó có cái cửa để đóng lại á, mở cửa ra ngồi trên cái cửa xe luôn, ngồi trên mui luôn. Nghĩa là những cái chỗ nào mà bám níu được là bám níu. Tại vì nếu mà lỡ cái chiếc xe đó rồi thì cả tiếng đồng hồ sau mới có một chiếc xe khác đến. Cho nên là hồi đó cái đời sống nó cực khổ, mà vật chất nó thiếu thốn dữ lắm. Nhưng mà cái người mà tu tập, người xuất gia rất là đông. Bắt đầu 10 năm sau, 2012, 2013, sư trở qua. Cái lúc này là bắt đầu cũng mở cửa rồi, bắt đầu các cái khu công nghiệp đồ mọc lên rồi, rồi xe cộ điều kiện vật chất đồ cũng có sự tiến bộ, nhập qua xe mới không đó. Thì sao thì bây giờ đó, bắt đầu cái người tu nó giảm để về đi làm, đi vô làm công nhân ở mấy khu công nghiệp. Thấy không? Đó, đời sống vật chất, kinh tế nó mở ra thì cái sự tu tập á nó lại giảm trở lại. Rồi mình so sánh cái thời điểm 2002-2003 đó. Trong khi ở bên Miến Điện á thì cái đời sống vật chất nó khó khăn. Người ta đi tu rất là nhiều. Rồi có dịp sau khi mà trước khi về Việt Nam thì sư ghé qua ở bên Thái, để mình quan sát cái đời sống của người dân và chư tăng ở bên Thái như thế nào. Thì sư ở bển cũng được 2-3 tuần lễ, thì cũng đi vòng vòng để tham quan ở các trường thiền, các cái chùa kia nọ đó. Thì mình thấy sao? Thì đồng ý là chư tăng, lúc đó chư tăng ở bên Thái thì tu cũng đông lắm, nhưng mà về cái mà nỗ lực tinh tấn á thì nó không có. Tại sao? Tại vì cái vật chất nó quá 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 tốt, quá đầy đủ. Trong khi mà ở bên Miến Điện á, là cái lúc đó cái điện thoại di động còn chưa có. Còn đi qua bên Thái Lan có những vị á, một mình hai cái điện thoại vậy đó, không? Đầy đủ. Nhưng mà ở bển tu thì đâu, nhưng mà ta tu theo cái truyền thống, tức là cái người thanh niên á, mà trước khi mà lập gia đình á, thì phải đi tu để báo hiếu cho cha mẹ. Đi tu là ít nhất là cũng phải là 7 ngày, còn không là phải 1 tháng, 3 tháng, đó, hoặc là 1 năm, 2 năm, 3 năm không chừng, để rồi về mới lập gia đình. Không? Thành ra cái vật chất đó, cái vật chất mà nó càng phát triển, những cái tiện nghi nó càng phát triển thì cái sự tu tập, cái đạo đức nó giảm thiểu. Tại sao? Tại vì người ta chạy theo để thỏa mãn những cái thụ hưởng vật chất của thế gian, ta quên đi cái con đường mà tu tập phát triển về cái tinh thần, cái đạo đức đó. Thành ra là nó
Nó là như vậy. Thành ra đó, khi mà chúng ta sống có sự tri túc, chúng ta biết đủ để chúng ta dành cái thời gian ra để mà hướng đến cái sự tu tập. Thành ra các bậc trưởng lão, sư nhớ Cố Hòa Thượng Pháp Lạc đó, thì Ngài luôn luôn là Ngài nhắc nhở chúng ta. Trong ba tháng hạ đó, Ngài thường thường lên những cái buổi tụng kinh, những cái buổi công phu đó, thì Ngài nhắc nhở gì? Là trong cái thời gian mà ba tháng an cư mùa mưa đó, là Ngài bớt ăn, bớt ngủ, bớt nói năng, thêm học, thêm hành, thêm minh sát. Ngài cứ ngày nào lên các cái thời công phu rồi á, là Ngài cũng nhắc vậy á. Ngài cứ nhắc là đàn na tính thí, Phật tử người ta cúng dường cho mình ăn để mình ráng tu nha, ráng lo tu nha. Mà chính bản thân Ngài cũng thực hành. 2 giờ khuya là Ngài dậy rồi. Ngài dậy rồi bắt đầu Ngài hành thiền. Hành thiền 1 tiếng đồng hồ tới 3 giờ. 3 giờ xong Ngài xuống Ngài, Ngài tập thể dục. Ngài cũng dùng tay dùng chân rồi để đi vòng 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 đó để tập thể dục cho nó gìn giữ sức khỏe. Đó, xong cái bắt đầu cái là 3 giờ tập thể dục nửa tiếng, 3:30 Ngài vô Ngài tắm rửa. Tắm rửa xong là 4 giờ là Ngài lên, Ngài bắt đầu Ngài tụng kinh lễ bái. Xong là bắt đầu ngồi thiền cho tới 5 giờ. Mà cái ngày nào cũng vậy chứ không phải là trong chỉ trong 3 tháng hạ thôi đó. Nhưng mà đó, quý vị thấy rằng đó, khi mà những cái vị trẻ sau này đó, cái đời sống vật chất nó đầy đủ đó, thì bắt đầu cái sự nỗ lực tinh tấn lại kém, thấy không? Đó, nhờ có các bậc trưởng lão thường xuyên nhắc nhở sắp tấm bằng thân giáo rồi sự dạy dỗ dìu dắt. Nhưng mà một khi các cái bậc trưởng lão đã ra đi rồi thì sao? Bắt đầu cái đàn hậu thân phía sau là bắt đầu là chảnh mãn, là dễ vui. Thành ra đó, cái thời kỳ mà khó khăn, tôi nhớ cái thời mà sư mới bắt đầu vô chùa túc xuất gia đó, năm 92, trời ơi lúc đó khổ dữ lắm. Quý vị biết là cái mùa dân y đó, mà ở xứ Mỹ Tho, mà cái vị thí chủ là ở thành phố, mà phải nấu cơm. Nấu cơm rồi lúc đó đâu có điều kiện đâu. Nấu cơm rồi để vô cái vỏ cần xé đó, xung quanh là xây lá chuối. Nấu cơm ở trên thành phố, đồ ăn rồi nấu sẵn ở trên thành phố, bỏ lên xe. Ở đâu có xe lớn như bây giờ, ba xe đa xu không à. Đó, vậy đó mà Phật tử ở trên thành phố người ta đi xuống ta làm lễ đó. Rồi ở dưới này, ở dưới chùa là hồi đó dĩa cơm dĩa, mỗi người dĩa đó. Đời sống rất hồi đó vật chất hồi đó khó khăn lắm. Đời sống hồi lúc đó nó còn thời kỳ bao cấp, gạo thóc rồi nó hiếm lắm chứ đâu phải như bây giờ. Nhưng mà hồi đó đó, Phật tử chư tăng hồi đó tu tập rất là tinh tấn. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ cái điều kiện tiện nghi vật chất nó quá đầy đủ, rồi đâm ra cũng chảnh mãn dễ vui. Cho nên đó là sư cũng đi nhiều cái quốc độ để mình thấy. Cho nên cái năm 2012-2013 đó,
Sư trở qua bên Miến Điện á, thì cũng có mấy vị sư bạn á, thì người ta cũng nói hồi đó, đó thì Miến Điện cái vật chất nó khó khăn, người ta tu tập rất là tốt, nhưng mà bây giờ á, cái điều kiện vật chất nó phát triển thì bắt đầu á, là sợ là cái sự tu tập mà ở Miến Điện càng ngày nó sẽ càng xuống dốc. Nhưng mà sư nhận thấy cái tinh thần của cái chư tăng với người dân ở Miến Điện á, dù sao đi chăng nữa đó, cái truyền thống mà tu tập học tam tạng rồi thực hành giáo pháp đó, nó cũng rất là mạnh. Cho nên mặc dù nó cái chiều hướng nó có đi xuống, nó có giảm, nhưng mà so ra đó thì nó cũng chậm, chứ không có phải là cái tốc độ nó quá nhanh. Thành ra cái đó là một cái quy luật của tự nhiên, thấy không? Đó, thì hồi đó ngài hòa thượng ngài cũng nói hoài, khi mà chúng ta thấy nước mà nó lớn nè, nước mà nó lớn nó cao tràn bờ, sự thật ra đó mình nhìn kỹ rồi là bắt đầu nước nó đang rộng, nó rộng rồi đó. Mà khi mà nước nó rộng tột hạn, nó xuống cực thấp rồi, thì nó sẽ lên trở lại. Cái quy luật của nó là vậy. Thì quý vị thấy không? Cái đời sống của mình á, bắt đầu á, là lễ hội đồ quá trời luôn. Một năm là không biết bao nhiêu cái lễ hội. Kéo đầu gì? Đùng cái dịch bệnh nó tới. Dịch bệnh nó tới rồi đó, sao phải sống coi như là ai ở đâu ở yên đó. Ai ở đâu ở yên đó, không có được cái rồi lễ hội lễ hiến rồi gì đó là tất cả đều bị hủy bỏ hết. Thậm chí là quý vị thấy là bữa nay thì ở Việt Nam mà còn khoảng một tuần nữa là chư tăng sẽ mãn mùa an cư. Nhưng mà năm nay chắc có lẽ là cái mùa lễ hội dân y ở Việt Nam chắc cũng không thể có là tiến hành như mọi năm được. Đó, để quý vị thấy rằng cái gì nó cũng có cái quy luật của nó. Nó thành trụ hoại không, nó đi theo cái quy luật của nó chỉ đó. Đó, để chúng ta thấy rằng tất cả các pháp hữu vi là vô thường, ngay cả cái giáo pháp, cái chánh pháp nó cũng vậy. Quý vị thấy rằng á, cái thời kỳ mà Đức Thế Tôn còn tại thế, cái ánh sáng giáo pháp, cái thời kỳ mà các bậc thánh tăng xuất hiện ở thế gian này rất nhiều. Nhưng mà rồi sao? Sau mấy trăm năm, ngay chính cái nôi của Phật giáo, ngay chính cái cội Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Thế Tôn đạt quả vị chánh đẳng chánh giác, mất tiêu. Không ai còn nhớ đến cái giáo pháp của Đức Phật. Cái Bồ Đề cũng bị ngoại đạo nó tàn phá, rồi nó lấy luôn cả khu Bồ Đề Đạo Tràng để làm cái nơi mà của cái của coi như là Bà La Môn luôn ha. Rồi đến chừng mà cả thế giới phản ứng kịch liệt để yêu cầu là Bà La Môn phải trả cái Hindu đó, bây giờ là Hindu phải trả cái Bồ Đề Đạo Tràng lại để xây dựng trở lại, thì mới mới đem một cái cây con ở bên Tích Lan
À, hồi xưa là cái lấy một cái nhánh ở Bồ Đề Đạo Tràng đem qua Tích Lan để trồng. À, sau này phải đem cái nhánh cây con ở Bồ Đề Đạo Tràng trở à, bên Tích Lan để trở về Bồ Đề Đạo Tràng. Thấy không? Đó. Thành ra đó, nó cái quy lực của nó là như vậy. À, có những lúc cái vật chất nó khó khăn thì cái đạo đức nó tăng, mà vật chất tiện nghi càng cao thì cái đạo đức nó càng xuống. Bởi vì ta chạy theo cái hưởng thụ của thế gian, ta đâu còn nhớ cái tu tập nữa. Cho nên là cái lời mà Đức Phật khuyên cuối cùng trước khi ngày vô dư niết bàn đó là gì? Không nên dễ vui. Có một điều đó thôi, Đức Phật đã cảnh tỉnh rồi, nhưng mà tâm phàm nhân á là luôn luôn là gì? Là dễ vui. À, cho nên đó là chúng ta mới còn bị trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. À, còn phải chịu khổ đau, còn phải chịu đựng những cái thiên tai dịch quả, là nó là như vậy. À, nhưng mà rồi sao? Thì quý vị nhớ rằng cái gì rồi nó cũng qua. À, dù là bão tố phong ba, quý vị biết là có những ngày mà ở ngoài miền Trung ấy, lúc mà sư nhập hạ ở Tam Bảo Đà Nẵng, ở Bắc Nhị rồi đó, Điện Bàn, ở ngoài thì có những lần mà mưa đó, mưa bão gì biết là 7 ngày không có thấy mặt trời. Mưa thôi, mưa lớn, mưa nhỏ, mưa âm âm âm, rồi mưa râm râm, nhưng mà không bao giờ ngớt mưa. Nhưng mà sao? Thì cũng 7 ngày rồi nó cũng hết đó, rồi cũng nắng trở lại, chứ không phải là mưa hoài mưa mãi đâu. Đó, cho nên là cái gì nó cũng có cái quy luật của nó. À, thì ngài Hòa Thượng thì nói sao? Mình phải chuẩn bị. Mình phải chuẩn bị. Khi mà mình khỏe là phải chuẩn bị. À, coi chừng ha, vài bữa nữa lỡ sức khỏe nó bơ vô thường, bệnh nó tới. Thành ra bây giờ đó, mình còn khỏe, mình ráng mình lo tu đi. À, đừng có ỷ lại. À, rồi dễ vui. À, nhưng mà khi mà mình bệnh á, thì mình ráng. Bây giờ mới bệnh còn tu được, ráng tu đi, chứ để mai mốt mà lỡ nó bệnh nặng thì hết tu. Không? Cho nên là khi mà chúng ta cái sức khỏe mạnh mẽ, trí tuệ sáng suốt, chúng ta ráng lo tu. À, chúng ta đừng có dễ vui chạy theo dục lạc của thế gian, trầm cảnh bên ngoài, rồi quên đi cái con đường tu tập của chính mình. À, rồi chúng ta sống nên nhớ một điều, ráng ngộ tri túc trong cái đời sống. Đừng có quá lệ thuộc, đừng có quá phụ thuộc vào các cái tiện nghi vật chất của thế gian. À, đó, cho nên là nếu mà chúng ta càng tâm cầu, càng bám níu, càng chấp thủ vào các cái điều kiện vật chất, các tiện nghi, thì chúng ta sẽ khổ đau. Còn chúng biết thân pháp, thị pháp, sống đời sống tri túc, nỗ lực thực hành các cái thiện pháp, thì chúng ta có một cái đời sống tinh thần an vui, tu tập tiến bộ. Để xin giải thích cái nước mắt của cô Hồng Mai, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nó mùa với thai giá. Dạ, con rất kính tri ân sư đã giảng giải câu hỏi của con và giải thích nó rất là rõ rệt, và những điều mà sư giải đáp là những điều mà con trăn trở trong những tuần tháng vừa rồi.
như nói về lễ dân y Katina, sư nói rất là đúng. Hồi xưa lễ dân y mặc dầu là khó khăn nhưng mà mọi người rất là thành tín, rất là vui vẻ và cái cuộc lễ rất là trang nghiêm. Nhưng mà khi mà những cái năm gần đây thì cái vật chất thì nó được đầy đủ thì người ta chỉ chú ý đến mặt hình thức mà không có chú ý đến phần tâm linh. Với lại khi mà cúng thì chúng ta quá phung phí vào cái vấn đề là cúng hoa quá nhiều, nhiều khi lên cả bạc triệu, chục triệu, trăm triệu vẫn có, thì nó rất là phí. Trong khi có những chùa rất là nghèo và những chư tăng rất là khó khăn thì không được chú ý tới. Thay vì con nghĩ thay vì cúng nhiều hoa như vậy thì không cần thiết, thì thay vì đưa số tiền quá lớn để mà mua hoa thì ta có thể là chia đều cho những cái ngôi chùa khó khăn ở vùng sâu vùng xa, đến những cái vị chư tăng vẫn còn khó khăn thì nó hay hơn và nó lợi ích hơn. Và về qua cái là phần sư nói về Bồ Đề Đạo Tràng, con rất là lãnh kích. Đúng như vậy thưa sư, bây giờ ngay cả Ấn Độ bây giờ ở Bồ Đề Đạo Tràng thì nó vẫn cũng như xưa. Và qua đó con được 2 năm ở Bồ Đề Đạo Tràng. Và con có một người bạn thì hay đi để tìm hiểu về cái cuộc sống của các chư tăng ở Ấn Độ, thì con hiểu rõ hơn. Và từ đó thì con rất là cảm phục và cảm kích và rất là tri ân Đức Phật. Đức Phật quá tuyệt vời. Và con thấy rõ khi mà Đức Phật chọn Ấn Độ là Đức Phật phải nói là một người quá dũng cảm, quá rất là mạnh mẽ và có một cái chánh tri kiến vững mạnh vô cùng. Vì ngay thời buổi bây giờ thế kỷ thứ 20, Ấn Độ vẫn như xưa, vẫn có những tà kiến, vẫn có những cái giai cấp và vẫn có những cái cổ hủ. Và ngay cả trong cái tăng đoàn cũng không phải là tốt thưa sư, bởi vì như sư nói là đạo Hindu đã coi như là nắm vững và ở cái đất nước Ấn Độ. Và ngay cả Bồ Đề Đạo Tràng ngày hôm nay Hindu vẫn mạnh, và có những cái người mà từ cái đạo Hindu á thấy Phật tử cúng dường đến chư tăng rất là nhiều thì họ mới cài người vào để mà trở thành một là vị tăng ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng thực chất họ không phải là một vị cao tăng, một vị tu tập, mà chỉ kiếm lợi ích vào cái nguồn tài chánh do thập bá tánh thập phương từ nơi xa đem đến nhân cúng để mà đưa về cái đạo của họ, để phát triển đạo của họ. Cho nên khi chúng ta đến Bồ Đề Đạo Tràng thì cũng nên tìm hiểu, giống như các sư thường nói á, là khi chúng ta nghe là cái vị đó là cao tăng, là giữ giới tốt hay không, thì trước mắt thì chúng ta cũng không có vội tin, mà cũng đừng bỏ là cũng phải tiếp cận với người đó để xem thực chất cái vị đó có đúng hay là không. Thì theo kinh nghiệm của con thì con cảm nhận như vậy, có những vị rất là nổi tiếng nhưng mà thật sự khi chúng ta tiếp xúc gần thì ta sẽ cảm nhận hết. Dạ, thì con rất là tri ân sư. Và con kính mời các vị đạo hữu có ý kiến hoặc là có bàn luận gì thì xin góp ý ạ. Chúng ta mỗi người một tay, mỗi người một câu hỏi dâng đến sư để sư giải đáp mọi thắc mắc ạ. Dạ, xin mời. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ban giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa sư Pháp Thanh, thì chưa có ai hết thì con xin hỏi tiếp một câu. Xin mời chị Nhật Quỳnh. Dạ em xin lỗi chị Nhật Quỳnh. Dạ đâu có gì đâu mà xin lỗi. Tệ Nhật Quỳnh, thấy không có ai đưa tay thì Nhật Quỳnh đưa tay, mà không ngờ không ai tay lẹ hơn vậy thôi. Dạ cảm ơn tiêu vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trước nhất con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh nghỉ ngơi trong giây lát. Dạ, rồi con mới hỏi. Dạ, sư dùng nước để bạch sư. Dạ, rồi con sẽ hỏi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ để Đức Tiểu Đức cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào quý anh, chị em đạo hữu. Pháp Nguồn ơi, nếu Pháp Nguồn là một vị Phật tử vừa vào râm Phật giáo năm truyền, rồi lại qua râm hấp cú rất là giỏi, coi như là cầm mic nè, ôn bài rồi rất là mạnh mẽ, nên là Nhật Quỳnh
Kính mời bàn tay Pháp Nguồn nha. Pháp Nguồn đặt ra những câu hỏi. Tại vì ở trong room này thì cái giờ của thượng tọa phát thanh thì mình có thể hỏi được nhiều điều. Ví dụ như ở ngoài chỗ ở Lào Cai có cái gì nó có lạ không, nó có giống ở trong miền Nam hay miền Trung không, hay là nó có cái gì lạ không, thì có thể đưa lên hỏi thượng tọa phát thanh để thượng tọa phát thanh giải thích, và bản thân Nhật Quỳnh cũng sẽ được nghe để được hiểu thêm về những cái những nơi mà có giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ bạch sư, do câu hỏi ấy của Hồng Mai nói về cái chương hoa đó bạch sư, con xin hỏi sư là thí dụ mà con thấy có những cái chùa chương hoa, coi như là con cảm thấy con nghe một vị sư nói như thế này thì con rất là đồng ý là mình đem hoa mà làm đẹp Phật, chứ mình đừng có lấy Đức Phật mà làm cho hoa đẹp. Tức là mình chương hoa quá là nhiều, mà con thì con thật sự là con tiếc đó bạch sư. Dạ, con thấy con tiếc quá, mình chương hoa trong vòng bao nhiêu ngày thì coi như cái hoa đó nó dục đi, mà tiền thì con nghe gì mấy chục triệu, mười triệu, mười mấy triệu. Cái điều này mà khi mà con tiếc đó bạch sư, con không có nói ra, nhưng mà nay có nhân dịp thì con xin phép được hỏi sư là ví dụ con thấy con tiếc quá cái đồng tiền đó, mình có thể làm được nhiều điều khác hơn. Rồi ví dụ như chùa có hư để mình sửa sang chùa hay này kia, chứ còn mình chân hoa nhiều đến nỗi mà không còn thấy Đức Phật đâu hết mà chỉ thấy hoa không à, thì như vậy con tiếc như vậy con có cái mang cái nghiệp gì không, và con có nên tiếc hay không? Dạ, nhà con cung thỉnh sư thưa chỉ dạy cho con. Con kính nhân bích đến sư. Nam Mô Bích Thà. Dạ. Nam Mô Bích Thà. Dạ. Nam Mô Thầm Mà Dạ. Nam Mô Sàng Khai Dạ. Thì khoảng cái thời gian sau này đó, chúng ta thấy rằng cái đời sống, cái vật chất của xã hội nó phát triển, rồi những cái lễ hội á thì nó cũng mức độ của nó về cái bên ngoài thì nó cũng tăng, thấy không? Tại hồi xưa là sư nhớ hồi cái thời mà năm chín mấy sư mới xuất gia đó, là lúc đó đâu có chân bông đồ mà quá chân như vậy, không? Hồi đó là có mà thường là gì, là chân bông huệ, là bông vạn thọ, còn không thì đi cắt ba cái bông trang đỏ đó về chân, lại vậy là tốt rồi. Mấy ngày lễ dân y rồi ha, là có được chừng hai bình bông la dân đỏ đó, là quá quá quý rồi ha. Còn bây giờ thì thôi. Thì cái điều này á, sư cũng nghe nói thật quý vị, có nhiều vị sư cũng nói. Hôm đó sư về với Pháp Bảo dự lễ đó, rồi ông sư trẻ vậy này mới xuất gia tiền thu cũng mới mấy hạ, ông nói sao, trời ơi, mấy bà chân bông gì riết thấy còn có cái đầu của ông Phật từ trên xuống dưới, nào là cống là phụng, rồi ôi lỏng quá, rồi ở trên xung quanh rồi cho đến thiệt là coi như riết là chỉ còn thấy được có cái chút xíu cái từ cái ngực của cái tượng với cái phần cái đầu thôi à. Đó, nói chung á
chúng ta quá chú trọng về cái mặt hình thức, chúng ta trang trí nó quá nhiều, cái gì, cái tâm phô trương, rồi đua nhau, đua nhau chúng ta phô bài, hồi đó thì có hàm sư nói chứ bài cho khó là khéo, không? Mấy bà mấy cô ai cũng muốn thể hiện cái tài năng của mình mà, rồi có điều kiện, có một lần hay 2000 để coi 2017 2018 gì sự dựng ở trên chùa Phước Hộ á, quý vị biết là cái bà này thì bà là giám đốc cái công ty, bà có điều kiện mà, bà có công ty thì có xe tải rồi kia nọ, bà mới đem cái xe của bà lên trên tầng ở trên Đà Lạt mua nha, chứ không phải là mua ở dưới thành phố, lên tận cái mấy cái đại lý cái vườn hoa ở trên Đà Lạt ta mua trở về, quý vị biết không, mua cho một xe tải, cái loại tải mà tải lỡ cỡ 3 tấn á, bỏ quất một xe đó, đủ loại đủ thứ, chân từ trong chánh điện ra tới Phật lộ thiên cho tới là tất tần tật, chỗ nào cũng là bông hoa không. Rồi là bà mua tận ở trên Đà Lạt nha, tính ra là cũng cả 7-8 triệu, cả chục triệu đó, chứ còn mà nếu mà mua ở thành phố là cái giá nó còn cao nữa. Chân ta nói từ sáng mà cho tới 7 giờ tối đó. Rồi chân bông thì nó đẹp thiệt, nó hoành tráng thiệt, nhưng mà quý vị quên rằng khi mà xong buổi lễ rồi đó, quý vị Phật tử đi về hết rồi, tội nghiệp cho mấy ông sư với mấy người phục vụ, phải không? Buổi lễ mà đẹp á, người ta đua nhau, người ta chụp hình, quay phim rồi kia nọ, thí chủ rất là quan thị, nhưng mà xong buổi lễ mấy ông sư với lại mấy người công quả rồi mà ở lại mà dọn dẹp cũng là quể quải luôn. Thành ra chúng ta quên đi, Đức Phật dạy hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài nói rồi, cái đồng tiền mình kiếm nó rất là khó, cho nên là chúng ta làm những cái điều gì mà nó đem đến cái lợi ích, nhưng mà đó, sau này nhiều khi mà sư nhắc thì vì có nhiều khi người ta không thích, thậm chí người ta còn thấy ghét ông này, làm gì ông cũng cản, thấy không, khổ lắm. Thành ra thôi, ai muốn làm gì làm, kệ, ta có sức ta bại thì mình phải có sức mình dọn chứ sao giờ, không? ý là cái chỗ tịnh sư á, sư la dữ lắm, sư nói dữ lắm đó, mấy đứa em mấy cô Phật tử á, nó là mới là làm hạ tiện đó, mà xong lễ rồi sư dọn cả ngày 2 ngày, chứ mà để cho nó làm mà thả cửa thì thôi chắc chết luôn. Mà ý là nó sư nói dữ lắm, nói thôi mình làm cho nó có thôi, đừng có bài biện quá. Thành ra đó, chúng ta cứ chạy theo cái phô trương hình thức mà mình quên đi cái ấy thì cái gì vậy hả? Mà cái hội mà nó quá hoành tráng đó, thì cái phần lễ nó phải bớt lại, người ta không còn chú trọng vào cái trọng tâm của cái cuộc lễ nữa. Rồi còn cái
còn chỉ còn cái hình thức không, còn cái nội dung đó, nó bị lu mờ à. Mà cái phước báo là mình nhớ là không phải là mình làm cho nó thật là lớn, thật là hoành tráng cái đó hả. Đó thành ra đó, ta nói sao cái thời mạt pháp, mạt ở đây nó cái giáo pháp ấy, cái vấn đề mà thực hành nó bị xuống rồi. Giống như nãy cô Hồng Mai nói đó, mà ta chú trọng vào cái hình thức bên ngoài, cái mạt đây là nó ra ngoài rồi. Hồi xưa đó là cái pháp hành nó ở nằm ở trong cái cốt lõi là giới, định, tuệ ha. Còn bây giờ á là gì, là phải chùa to Phật lớn ha, rồi bài biện trang trí thật là hoành tráng ha, để người ta mới tới ha. Chứ còn mà làm mà đẹp nhẹp mà không có hoành tráng thì ta chê là không có tới ha. Cho nên là bây giờ đua nhau à, phô trương bài vẽ về hình thức, nhưng mà cái điều đó đều không có nên đó. Đó bây giờ mới thấy à, bây giờ mới thấy rằng đó chính nhiều khi á bị gì, Phật tử không có đi đến những cái vùng sâu vùng xa. Quý vị không thấy cái hồi năm 97 một lần sư đi dân y ở một cái chùa Khmer ở dưới huyện Hồng Dân ở dưới Cà Mau á. Quý vị biết rằng sư gặp một cái vị sư Khmer á, vị này cũng còn trẻ, khoảng lúc đó là cái năm đó ổng mới có 3-4 hạ gì đó ha. Ổng có dựng cái chùa có mình ổng ở ha, cái vùng đó nó khổ quá đi. À, có nhiều bữa quý vị ông kể lại, có nhiều bữa ông đi bát đâu có ai để bát cho ông ăn 2-3 ngày vậy đó. Cái tới ngày thứ ba ông đi ông đói quá, ông xỉu giữa đường luôn đó. Rồi ông có cái chùa, mà cái chùa này thì cái chùa nhỏ cũng lâu đời rồi, bây giờ nó dột nát hết rồi, mà ông đi mỗi cuộc lễ gì đó ông đi để dành tiền, ông mua từng tấm tôn để về ông lợp lại cái ngôi chánh điện đó. À, cho nên nhiều khi mình khuyên Phật tử để những cái phần đó để giúp đỡ những cái nơi vùng sâu vùng xa nó khó khăn à, thì ta nói nó này nó kia không đó, thành ra thôi. Bây giờ á, nói không có được thì thôi tùy ý ai muốn làm sao làm, chứ giờ mình không dám nói à, thành ra thôi kệ. Giờ người ta có điều kiện, người ta muốn làm, người ta hoan hỷ trong cái việc mà tinh hoa thì để cho người ta làm thoải mái, chứ mình nói chi à. Cái lời nói mình có đôi lúc mình phản tác dụng, không? Mặc dù mình thấy mình sót à. Quý vị thấy rằng làm cái cuộc lễ dân y ấy, khoảng tiếng mà hồi chứ mấy, không? Nhưng mà nào phải chuẩn bị chân bông chân hoa là cả ngày trước nha. Rồi chỉ có chút xíu đó thôi, rồi đã bắt đầu xong đó rồi, dọn dẹp dọn dẹp một cái ngày nữa à đó. Nhưng mà ta thích làm thì thôi để ta làm à, còn cái tâm của mình á, thì mình thấy vậy thôi để vậy à, chứ mình đừng nói như hòa thượng Pháp Đản đó, cậy nó ta làm đừng nói ta ghét đó. Thành ra thôi đi cậy nó, giờ ta muốn trong cái những cái pháp mà tại ta thích làm vậy để sau này ta trở thành gì đó
Hoa hậu, Á hậu rồi. Vậy đó, ta làm hoàng hậu rồi cũng được. Đó, nếu mình nói gì mình cản cản trở ta thì người ta mất cái sự hoan hỷ. Nó ấy. Còn riêng bản thân mình thì mình làm những gì đáng làm, đem đến lợi ích tốt đẹp, cái đó nó lâu dài, chứ đừng có quá phô trương hình thức rồi phung phí cái công sức tài sản của mình thì nó không có tốt. Xin cũng giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy, chúc cô Nhật Quỳnh nhiều sức khỏe an vui. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh là từ bi giảng giải câu hỏi của con. Con rất là tri ân sư. Như vậy là trong lòng mình có tiếc á, nhưng mà mình không có mở miệng ra. Như vậy là mình có mang nghiệp gì không sư? Quan trọng là chỗ đó đó, biết rằng cái của người ta người ta làm giống như sư nói vậy, nhưng mà trong lòng con cứ nhìn như cái lần con thấy mà chú Thọ của sứ trưởng như vậy. Trời ơi trời, qua gì mà quá trời qua luôn. Cái con ngồi cũng suy nghĩ, con thấy con không có được về lúc đó, nhưng mà con ở bên này con thấy cuộc đời đưa lên hoa gì mà quá trời hoa luôn. Con nghĩ trời ơi, sao mà nếu mà cái tiền chung hoa này á, mình làm cái việc gì cho sư trưởng chắc phải tốt hơn mình chung hoa có mấy bữa rồi cái mình đem quăng dọn. Thí dụ như con đây nè, con ở chùa Pháp Luân thì có mấy bình hoa thôi bà sư, mà tụi con cũng dọn thấy một tổ luôn. Dạ, coi như là ở trên bàn Phật có hai bình hoa, rồi bàn tổ bàn chư thiên hai bình là bốn, với thêm mấy bình bàn dâm nữa. Đó, có nhiêu đó thôi đó, mà tuần lễ nào tụi con cũng làm thấy một tổ luôn. Lớp này chân rồi lớp thì dọn, rồi hoa thúi hoa hư có bao nhiêu đó, chừng hai dĩa trái cây, mấy dĩa trái cây có nhiêu đó thôi, mà tụi con cũng lay quay ba đứa có khi bốn đứa mà làm cũng mấy tiếng đồng hồ luôn. Dạ, yeah. Thì mà thật sự con là cái người ham hoa lắm, con rất là yêu hoa. Dạ, con trồng con này kia con rất là yêu hoa, mà trên bàn Phật con lúc nào cũng có bình hoa, không có bình hoa thì cũng có cái bình cây xanh. Thì con mới thấy lòng thỉ, nhưng mà con lại thấy quá là nhiều thì con lại tiếc. Con lại tiếc, nên là câu hỏi của con là con mà tiếc như vậy đó, con có bị cái quả gì không bạch sư? Nếu mà con bị cái quả gì thôi con không tiếc, chuyện ai làm thì kệ người ta. Dạ, con kính dân bích đến sư giải thích. Con theo như Phật pháp thì con thấy người ta chung hoa nhiều như vậy, con tiếc con có bị quả gì không? Dạ, con kính dân bích đến sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Khai giá. Thì nói chung á là quả thì nó cũng có gì, nhưng mà điều cái là mình thấy rằng cái gì, mình thấy cái tâm mình nó còn bỏng sẻn, còn bỏng sẻn trong cái vấn đề mà tạo phước, thấy không? Đó thì thôi, bây giờ mình cũng người ta thích mà. Người ta thích thì mình cũng tùy hỷ cho người ta vui. Thấy không? Người ta dám bỏ ra 10 triệu, 20 triệu để người ta chinh. Mà không lẽ giờ mình chỉ tốn một cái lời khen, một cái lời tùy hỷ mà mình không dám à? Thấy không? Đó, thì nếu mà mình ấy mình cũng khen cho người ta vui. Đẹp quá ha, hoành tráng quá, không? Chứ còn bây giờ người ta nào là bỏ tiền, bỏ của, bỏ công, bỏ sức người ta làm, mà bây giờ á mà mình không ấy á, mình tiếc cái lời khen á, mình cái tâm mình nó cũng còn quá bỏng sẻn, cho nên mình tập kể thôi, bây giờ mình cũng tùy hỷ với cái phước báo ra đi, mai mốt
mai mốt mà ta làm hoa hậu, ta làm á hậu, thì mình cũng kề 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 chút, cũng có cái dung sắc nó dễ nhìn chút. Còn nhiều khi mình cái tâm mình nó không quan hỷ, mai mốt cái dung sắc mình nó cũng hơi hơi xấu xí chút, phải không? Đó, thành ra thôi kệ, đừng có bỏng sẻn chi. À, ta làm được để ta làm. À, ta có hỏi mình đẹp không? À, được không? Thì mình nói à, cũng được. Đẹp lắm, đẹp. À, vậy thôi cho nó ra vui, phải không? Ví dụ nè, bây giờ ở cái địa cái cô đi, cô mỗi một lần cô làm trai tăng, ha, thì cô cũng muốn là gì, làm những cái món ăn rồi kia nọ cho nó đầy đủ, rồi thế này thế khác cho nó tốt đẹp, dân cúng đến chư tăng, rồi tu nữ, rồi những người mà công quả, rồi bạn đạo luôn ta tới. Đúng không? Bây giờ mà mình làm mà đơn giản quá thì nhiều khi ta cũng chê, mà nghe ta chê là cái tâm mình nó mất quan hỷ rồi, mà mất quan hỷ thì nó tổn giảm cái phước của mình. Đó, cho nên thôi kệ nó, lần làm lần khó mà, lần làm mình làm cho nó đáng, làm cho nó đầy đủ, thế này thế khác. Đó, nhưng mà bây giờ á, cô làm nào món xào, món canh, món mặn, món đồ này kia nọ, không? Bây giờ á, người bạn đạo cô hỏi chứ bữa nay tôi trai tăng vậy đó, cô chị gì đó, anh gì đó, thấy thấy được không? Mà cái đó chứ trời ơi, bà Nhật Quỳnh bà bài chi mà đủ thứ, nào canh, nào mặn, nào xào, rồi là cái này cái kia đủ thứ hết, chi mà phí quá vậy. Cô nghe là cô cũng tự nhiên cô cũng mất sự quan hỷ, phải không? Đúng không? Thành ra thì thôi bây giờ ta bại, ta có sức thì ta làm, mình khen tiếng, mình tùy hỷ với người ta cho người ta vui, ta quan hỷ. Đúng không? Chứ còn mà mình không có quan hỷ cái đó, cái tâm mình nó cũng còn hạn hẹp, còn bỏng sẻn. Kể mình tập vậy đi, cho mọi người đều quan hỷ, thí chủ ta có phước thì mình cũng có phước. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nó mũi ta dạ. Sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh và từ bi giảng giải cái thắc mắc của con. Dạ, con rất là tri ân sư, mến chào Quang nha. Dạ, thật sự thì con chỉ tiếc thôi sư, chứ còn con thấy ai làm cuộc lễ nào con cũng quan hỷ lắm. Dạ, không bao giờ dám chê, giống như sư nói, sư cũng hiểu ý con mà thay tăng thì con muốn làm thật đầy đủ, không có để thiếu. Có ví dụ như 10 người ăn con phải làm 20 người ăn thì con mới vừa lòng con, chứ con làm cho 12-13 người con cũng không vừa lòng nữa, chẳng thà dư, chứ con rất là sợ bị thiếu. Dạ, nên là con, đối với ai làm gì con cũng quan hệ lắm, thấy người ta ai tặng qua là kỳ đẹp, nhưng mà thật sự trong thâm tâm con nó lén lén nó tiếc đó bạch sư, nên con hỏi, nhưng mà bây giờ sư nói gì con sẽ chừa. Dạ, con không lén tiếc nữa, con tri ân sư rất là nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị nha. Dạ, còn có 20 phút nữa. Dạ, mời đạo tràng. Alo. Mời nay là mà Quỳnh Quang vô đây nè, là đưa bàn tay lên đi, chắc là nghe ở Bình Phước sao rồi mới chạy vô đó, đưa bàn tay lên đi, mà muốn chia sẻ ý kiến gì xin đưa bàn tay, chắc nghe Nhật Quỳnh hỏi khó chịu quá phải không, nên chạy vô phải không Quang, phải không? Mời bàn tay, nhà mời bàn tay quý vị. Có Phố Biển Quy Nhơn nữa nè, nhà mời đạo tràng, mời cái gì, Pháp Nguồn Đào Cai,
Dạ, kính mời quý vị, sao vậy, sao mà được nhìn Nhật Quỳnh mặc cái chiến đen thùi như vậy, đưa bàn tay lên đi qua, chắc có chuyện gì mà chạy vô, ô xa thú bàn tay pháp nguồn. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con xin chào cả nhà. Con thì cũng không có câu hỏi gì gọi là đặc sắc lắm, nhưng mà con cũng giới thiệu ở trên Lào Cai cho con thì gọi là ở vùng biên giới á, thưa sư, thì cũng chỉ là một khu du lịch ấy, thì nó cũng ngay giáp cạnh Trung Quốc, thì thi thoảng thì ở đây thì không có chùa Nam Tông. Cho nên là chúng con tu tập, chúng con cũng khó khăn, chúng con cũng không được liên tục được gặp các quý sư để rồi gieo duyên ấy, phước thiện ấy. Nhưng mà khi mà thi thoảng thì cũng có các vị sư đi qua Lào Cai đi du lịch ấy, và đi Sapa ấy, thì chúng con cũng được đủ duyên để mà đảnh lễ rồi cũng dường chay tăng. Đấy, nhưng mà con nghĩ thì khi mà các vị sư mà đi đâu bây giờ thì cũng cần phải có tịnh tài á, cho nên chúng con cũng thi thoảng thì vị nào lên chúng con cũng cúng dường tịnh tài, nhưng mà con thấy nói là không đúng luật ấy, thì con mong sư chia sẻ thêm cho chúng con là như thế nào, làm sao cho nó được trọn vẹn, cho nó được hoan hỷ ấy, thưa sư. Bởi vì là con nghĩ là các sư bây giờ đi cũng phải đi xe đi cộ, rồi cũng vẫn phải cần tiền tịnh tài đó, thì chúng con cũng rất là hoan hỷ cái chuyện đấy, nhưng mà làm sao để cho nó được hợp lẽ. Dạ vâng, con kính xin sư chia sẻ cho con xin thêm hiểu biết ạ. Dạ vâng ạ, con xin được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước khi trả lời cái câu thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai, thì sư cũng xin nói với cô Nhật Quỳnh nè. Thì thật sự ra đó, cái tiền thiên tập của chúng ta đó, mà nếu mà chúng ta chưa có đạt đến thánh đạo thánh quả thì nó cũng còn mầm mống, nó tiềm ẩn ở trong cái nội tâm chúng ta. Nhưng mà thì cố gắng mình từ từ rồi mình sửa đổi, mình từ bỏ nó để cái tâm mình nó rộng rãi, quảng đại hơn. Thôi, không có gì cũng nên, không có đem đến cái nghiệp gì, nhưng mà những cái này nó còn tiềm ẩn, nó làm cho cái tâm mình ô nhiễm, vậy thôi, cũng chưa có đem đến cái quả gì lớn. Về cái câu hỏi của Pháp Nguồn Lào Cai á, thì cũng theo trong luật thì hồi thời Đức Phật đó, thì trong luật thì cũng không cho chư tỳ khưu cất giữ vàng bạc. Thì cái nguyên nhân á, là chúng ta phải hiểu thật sự ra đó, cái thời kỳ mà cách nay mà 2600 năm, thì cái thời kỳ đó cái đời sống của chư tăng á là được hàng cư sĩ tại gia dân cúng cung cấp đầy đủ bốn món vật dụng cho nên là cái vấn đề mà tầm cầu gìn giữ cất giữ vàng bạc là nó không cần thiết. Thứ nhất á, là vì sao mà Đức Thế Tôn cấm chế cái điều học này? Vì á, chư tăng á, là cái người hồi đó danh du tại đây mai đó, tam y nhất bác,
có nhiều khi là đi dọc đường ngủ ở ở cội cây rồi chân ở trong 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 rừng trong rồi thì kia nó không chừng. Nếu mà bây giờ á mà có những cái vàng bạc mà quý á, thì sao? Thì như vậy nó rất là nguy hiểm. À, những cái kẻ cướp trộm đạo á, à, nó xâm tâm rồi có thể dẫn đến cái những cái điều không tốt đẹp, à, nó sát hại không chừng. Thì cái nhân là để làm những cái tạo những cái bất thiện nghiệp cho người khác. À, thứ hai là bây giờ á, trong cái đời sống á, thì chư tăng hồi đó đã được được hàng cư sĩ người ta dân cúng đầy đủ rồi, à, cho nên á, hồi đó thì đi đi thường thường là đi bộ không chứ đâu có mua đi xe, thấy không? Đó. Cho nên là cái vấn đề mà sử dụng mà tiền bạc hồi đó thì không cần thiết. Đó. Nhưng mà cái tánh tầm cầu là ví dụ bây giờ á, nếu mà Đức Phật mà không cấm chế cái điều học này đó, thì sao? À, những cái người mà tối ngày họ cứ đi tầm cầu, họ đi đến các cái hàng cư sĩ tại gia đó, họ xin xỏ cái vấn đề mà tiền bạc, à, thành ra là gì, à, lúc đó là họ tầm cầu cái vật chất, họ quên đi cái bổn phận để tu tập, à, cho nên mà Đức Phật ra cái điều học cấm chế cái vấn đề mà cất giữ và tiền bạc. Còn cái xã hội hiện nay thì quý vị thấy rằng đó, tất cả cái gì cũng phải có tài chính, ha, ha, tiền bạc không phải là tất cả, ha, tiền bạc không phải là tất cả, nhưng mà quý vị thấy không, không có gì mà không cần tới tiền, ha, bước ra là phải có tiền đi xe, thậm chí ở trong cốc trong liêu á cũng phải có tiền để mà mua thuốc mua men rồi kia nọ, đi lỡ bệnh đau đi đến bệnh viện đi đến bác sĩ mà không có tiền mà ổng đâu có trị. Chứ nhớ hồi kỳ mà cách nay hồi năm 96-97 vậy, nó lúc đó Hòa Thượng bị bệnh, rồi sư làm thị giả, sư đưa ngài ông cư sĩ nói là ông bác sĩ đó hay lắm, à, sư đưa ngài xuống dưới để ổng khám bệnh, ổng chích thuốc. Nhưng mà cái ông bác sĩ này á là cái người mà trọng tiền tài thực chất. À, sư mới vừa bước vô cái phòng mạch của ổng, à, ổng thấy sư chắc cũng có mấy vị sư mấy người tu nào đó đến đó khám bệnh, nhưng mà xin ổng là khám từ thiện giúp đỡ chứ không có lấy tiền á. Mình mới vừa bước vô, mình mới vừa chưa kịp ấy gì là ổng nói rằng, à, lại đây trị bệnh phải có tiền nha, ở đây là tôi trị bệnh phải có tiền, à, chứ không có tiền là tôi không có trị. Cái gì thấy không? Đó. Thành ra bây giờ sao? À. Đó. Chứ chưa nói gì tới những cái chuyện khác hết. À, thành ra cái đời sống bây giờ đó, là nó phải có cái điều kiện thì mình mới có thể an ổn để mình tu tập. À, nhưng mà đó, tránh ở đây á, tránh cái việc ở đây là gì? Là mình quá chú trọng vào cái vật chất, cái tiền tài. À, rồi mình đi tầm cầu, rồi mình đi kêu gọi, đi xin xỏ thế này thế khác. À, tại vì cái đời sống của cái người cư sĩ tại gia
người ta cũng khốn khó rồi. À, nào cơm áo gạo tiền, rồi lo cho con cái, lo cho thân bằng quyến thuộc, đủ thứ chuyện hết. Ha. Mà nếu mà mình đến mình kêu gọi kia nọ đó, thì nó gây cái khó khăn cho cái người cư sĩ. À, đó chính vì vậy mà Đức Thế Tôn cấm chế. Nhưng mà các trường hợp á, các trường hợp trong cái xã hội, cái đời sống hiện tại này á, thì khi mình làm trai tăng, mình biết chư tăng cũng cần trùng. Bây giờ quý vị thấy không, ở chùa cũng phải đóng tiền điện, tiền nước. À, rồi chư tăng bệnh đau, rồi phải tu sửa, đủ thứ chuyện, chứ đâu phải là chỉ là chỉ bốn món vật dụng không đâu. Thì thật sự ra đó, ở bên Thái, ở bên Miến rồi, thì hàng cư sĩ người ta cũng dân cúng đến tài chánh đến chư tăng. Nhưng mà ở bệnh á, thì cái người cư sĩ của người ta là những cái người thuần thành. À, sẽ có một người ra làm cái người mà cao bí giá, tức là cái người mà đi theo để phục vụ chư tăng đó. Người này sẽ nhận lãnh cấp giữ, và khi chư tăng bệnh đau đi bác sĩ thì cái người này đi theo, à, trả tiền, chỉ trả tiền xe này kia, thấy không? Đó, bên Thái cũng vậy thôi. À, bên Thái sư đi người ta cũng vẫn cúng sư đi bác, ở bên Thái người ta vẫn cúng tiền. Mà ở ngay cả Miến Điện á, à, các ngài thiền sư, các ngài tam tạng pháp sư người ta cũng vẫn cúng, nhưng mà các ngài á, thì không có cấp giữ, nhưng mà có ca bí giá, tức là mấy người cận sự nam, cận sự nữ rồi đó. À, thường thường bên Miến Điện là có hai cái người cận sự nam, à, đi theo để mà cất giữ những cái đó cho các ngài, thấy không? Cái đâu có nói là dân cúng tài chánh là không đúng, thấy không? Thành ra đó mình phải hiểu. Nhưng cái điều quan trọng đây là khi mà cái người cư sĩ người ta dân cúng mình phải sử dụng cho nó đúng mục đích. Thí dụ như là bây giờ cái tịnh tài mà người ta cúng á, mình để gì? Để sử dụng vào trả tiền điện, trả tiền nước nè, đi xe, đi cộ nè, tiền thuốc men nè, tu sửa chùa chiền nè. À, đó, thì thí dụ như bây giờ á, người ta dân cúng đến vị tỳ kheo, nhưng mà bây giờ vị này không có nhu cầu, thì có thể cúng dường để tam bảo. Hả? Thì cái đó đâu có phải, đâu có tội. Còn khi mà mình sử dụng cái này, nó mục đích nó không đúng nè. Ví dụ như người ta cúng mà mình đi tiêu phí, mình sắm cái này sắm cái kia, mình đi chơi du lịch thế này thế khác, mình không có đúng cái mục đích tu tập á, thì cái đó mới là không đúng, mới là tạo những cái nghiệp bất thiện ha. Đó, chứ còn cái bây giờ nè, quý vị nhớ nè, giống như thuốc vậy đó ha. Bây giờ quý vị đâu biết là cái vị sư đó là bệnh gì, mình dân cúng thuốc, những cái loại thuốc thông thường, cảm đau bụng nhức đầu, thấy không? Bây giờ cái mình sử dụng thuốc cho đúng mục đích, thấy không? Thế còn bây giờ mình đụng cái gì mình cũng uống thuốc hết, thì nó sẽ đem đến cái điều tai hại. Thì cái vấn đề mà cái tiền bạc nó cũng vậy. Nếu chúng ta biết sử dụng đúng mục đích thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. À,
sự an ổn trong cái đời sống tu tập. Còn nếu chúng ta sử dụng sai mục đích thì nó sẽ đem đến cái tai hại. Thấy không? Nhưng mà đó, quý vị dân cúng là quý vị có phước. Còn cái người đó sử dụng không đúng thì cái người đó, đó cái người thọ nhận đó, làm sai thì người đó mang nghiệp. Chứ có chứ quý vị dân cúng mà xong cái nhiệm vụ quý vị rồi. Nha. Còn cái người này sử dụng đúng không đúng là do cái người này thôi. À, thành ra cũng nói ba đôi điều để quý vị hiểu rõ về cái dân cúng, về cái tài chánh cho đến chư tăng. Thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẹ. Và bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sự xin chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo học Phật pháp, thảo luận Phật pháp. Giới phước báo này kính mong chư Tôn Đức, chư Hòa Thượng, chư Hưng Tọa với Đại Đức Tăng có thể khang an. Chúc tất cả quý trung nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư Thiên quan hệ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Xin mời cô Nhật Quỳnh nói một buổi thoại giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con được học hiểu và được hành theo sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Hôm nay sư giảng và sư đã trả thảo luận những câu hỏi của chúng con. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi sám hối sau khi thính pháp. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Uttamange na vande hang ba da phang sum va ruttamang buddhayo kalitao do so buddho kamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham manh cha được vị thăng quá răng tham mê vô kalito đô sô tham mô kamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha được vị thoát tam mang sang khê lo kalito đô sô sang khô kamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi chúc phúc cho đạo tràng. Và con kính nhân mít đến. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Và trước khi khúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay thì cũng xin trình bạch với Ngài Trí Đức cũng như quý vị trong đạo tràng. Xin quý vị quan hỷ do điều kiện sức khỏe cũng trong lâu nay thì cũng ấy xin Ngài vào trong đạo tràng quan hỷ xin tạm nghỉ sinh hoạt trong vài tuần để trị bệnh. Sau thời gian thì sẽ trở lại sinh hoạt. Mong Ngài Trí Đức và tất cả quý vị cùng quan hỷ cho. Và sau đây thì xin cúc phúc nhắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anuvavena sadaso thivavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sadaso thivavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anuvavena sadaso thivavantu te.
tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho hòa âm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, trước khi con hồi hướng, con xin thay mặt đạo tràng thành kính dân quả phước mà chúng con đã tạo được từ trước đến nay trong cái rung Phật giáo Nam truyền này đến với thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, con mong sư sớm phục hồi sức khỏe để sư trở lại đạo tràng với chúng con. Và con cũng hôm nay máy của ngài Trí Đức không có ổn nên ngài đã rời rung sớm rồi, và con cũng ngày mai con sẽ bạch với ngài là tuần sau và sư sẽ nghỉ vài tuần, và con mong rằng sư sớm trở lại đạo tràng hoặc sư. Và chúng con rất là mong và để chúng con được học những lời dạy của sư và giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và một lần nữa chúng con thành kính chúc sư sớm được phục hồi sức khỏe. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi kính pháp ạ. Dạ đề qua ta san ti vi ha ra qua si ne thu ve kha re bơ thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na quan tu bơ chi ta so thình ka rôn te kha vi ha ra man đa le ta e ra cha ma cha na qua ka cha phi kha bơ sa ra mi ka đa na ba ti u ba sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu tay cha la bu cha ye vi cha an da sam pha qua san se da cha ta a ta bo va ba ti ka nêu ya ni căng thăm ma qua răng ba ti cha te sa be bi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thăm mô thăm ma tha ra chấp khúc ca la sang go ho tu sa mắc go qua a tha ya cha hi ta ya cha am he ra đa khát tu sát tham mô sát bê bi tham ma cha di nô vượt thinh sam ba bu na y ya ma tham ma di yap ma quê di tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng rồi xin hầu độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quần được phần an khương chung sanh bốn loại không đường đoạn thai thâm hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khỏi truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chung các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây,
chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rương Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh thất Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rương Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tâm đức, nhất là thường tọa Pháp Thanh, Pháp Thể Kinh An, Bồ Đề Tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ viên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dùng đồng điều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân niệm bàn áp sa bát cha giờ hồ túc. Y đăng quân nhân niệm bàn áp sa bát cha giờ hồ túc. Y đăng quân nhân niệm bàn áp sa bát cha giờ hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính thành lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đạo.